Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhặt lá bồ đề và trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá bồ đề, câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Bất chấp ánh nhìn của người khác. Chuyện do Hương Nguyễn sưu tầm, Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Đó là một buổi sáng ảm đạm sương mù. Khi xe bớt đến chạm ngừng, một cậu bé người rất bẩn, tay ôm trước túi, đi theo một người đàn ông bước lên xe. Nhìn bộ dạng họ, có vẻ như là công nhân xây dựng. Xe bus hôm đó rất đông, xây dịch khó khăn. Vừa lúc đó, có một cô gái trẻ xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông đi cùng thì đứng bên cạnh. Chạm dừng kế tiếp, có một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé đứng dậy, nhường chỗ và lệ phép nói, Cô ơi, cô ngồi xuống đây. Người phụ nữ mang thai, liếc nhìn cậu bé bẩn thiểu, rồi im lặng quay đi. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống sàn, rút từ trong bao vải ra một chiếc khăn tay sạch và lau chỗ mình vừa ngồi, rồi sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ: "Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, cô ngồi xuống đi ạ, à. không còn bẩn nữa đâu." Người phụ nữ đỏ mặt ngồi xuống, không nói được lời nào. Cậu bé vừa cầm chiếc túi lên thì đột nhiên xe bớt thắng gấp, khiến cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi trước ngực người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh nhìn cậu bé âu yếm rồi nói con quả là một cậu bé ngoan cậu bé trả lời bà ơi con không phải là đứa trẻ ngoan mẹ luôn mắng con vì lúc nào cũng quá quan tâm đến chuyện người ta nói gì nghĩ gì về mình nhưng hiện giờ, con không như thế nữa. Con đã dũng cảm. Như Forrest Gump, người phụ nữ mang thai có phần xấu hổ. Cô cố tình cúi mặt xuống, hy vọng không ai quay sang nhìn mình. Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi cậu bé, con cũng biết Forrest Gump sao? Dạ, lúc trước mẹ thường đọc cho con nghe. Vậy con học được những gì nào? Kể cho ta nghe xem điều con học được là đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác mình chỉ cần sống thật tốt và đi theo con đường riêng vì mỗi người là duy nhất giống như đủ loại sô cô la vậy và ai cũng có điều đặc biệt riêng người phụ nữ lớn tuổi âu yếm xoa đầu cậu bé rồi hỏi mẹ con làm gì dạ mẹ con trước đây là giáo viên ạ à. thế còn bây giờ cậu bé cúi xuống mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói mẹ con đang ở trong cái túi này người phụ nữ lặng người mọi người trên xe bỗng chóc im lặng rồi người đàn ông đứng bên cạnh cất lời tôi là chú của cậu bé bố của nó đã qua đời mấy năm trước vì bệnh còn mẹ nó là một giáo viên ở trong làng tôi rất được mọi người tôn trọng dịp nghỉ hè vừa rồi chị đưa thằng bé lên thành phố, làm thuê cho công trường xây dựng để kiếm thêm tiền. Chị dự tính đến ngày khai giảng thì hai mẹ con sẽ trở về. Nào ngờ cuối tuần trước khi đang làm việc, chị bị sắc rơi trúng vào người. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là cho cốt của mẹ nó. Người phụ nữ lớn tuổi nắm chặt lấy tay cậu bé, nước mắt lăn dài trên má bây giờ con có còn đọc sách không cậu bé nói mỗi ngày con đều đến hiệu sách cạnh công trường để đọc sách xúc động trước câu chuyện của cậu bé mọi người trên sơ bớt đều nói muốn tặng sách cho cậu cậu bé nở nụ cười trong sáng và cảm ơn mọi người dù bị mọi người xung quanh kỳ thị xa lánh nhưng cậu bé đã dùng tấm lòng rộng lượng bao dung để đối đãi hết thảy. Điều này là bởi cậu có một người mẹ vĩ đại, biết dạy con dù nghèo khổ, cũng không được kém cỏi mà phải ngẩng cao đầu. Vậy nên, bất chấp ánh mắt của người khác như thế nào, cậu sẽ làm người tốt. Câu chuyện thứ hai, cuộc điện thoại nhầm số, chuyện của Thanh Phạm. Một ngày nọ, đang trên đường đi làm về nhà, Chuông điện thoại reo lên. Anh vừa nhấc máy thì nghe giọng nói của một cô bé non nớt từ đầu dây bên kia vang lên. "Ba ơi, ba nhanh về nhà nhé. Con rất nhớ ba." Anh biết là ai đó đã gọi nhầm số vì anh không có con gái mà chỉ có cậu con trai mới 6 tuổi. Chuyện này cũng không có gì làm lạ. Anh lắc đầu nói, "Gọi nhầm số rồi nhé." Nói rồi, anh tắt máy. Thế nhưng những ngày tiếp theo đó, số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi đến anh. Anh bắt đầu thấy phiền, thế nên anh nhất quyết không nghe máy. Hôm rồi, số điện thoại đó lại gọi, hết lần này đến lần khác. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là, trong khi anh kiên quyết không nghe, thì số điện thoại kia vẫn kiên quyết gọi cho anh cho bằng được. Cuối cùng, anh nghe máy vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé kia ba ơi ba nhanh về nhé con nhớ ba lắm mẹ nói con không gọi nhầm số đâu chính là số điện thoại của ba đây ba ơi con đau lắm mẹ nói ba rất bận nên chỉ có mình mẹ chăm sóc con mẹ rất mệt ba ơi con biết ba đi làm rất vất vả nếu ba không về với con được thì ba hôn con qua điện thoại một lần được không ba ạ à? yêu cầu ngây thơ của cô bé khiến anh không có cách nào từ chối anh đồng ý sau đó anh nghe thấy tiếng nói đứt quảng của cô bé qua điện thoại con cảm ơn ba con vui lắm hạnh phúc lắm ba ơi khi anh cảm thấy thú vị với cuộc gọi này thì chuông điện thoại của anh lại reo lên nhưng người gọi điện thoại lần này không phải là cô bé lần trước mà là giọng nói nặng trĩu của một người phụ nữ xin lỗi anh mấy ngày nay thật làm phiền anh nhiều thật sự xin lỗi tôi tính đợi lo xong mọi chuyện cho cháu rồi mới gọi điện thoại xin lỗi anh sau con bé mà mấy lần trước gọi điện thoại cho anh đó là con gái của tôi số nó khổ lắm mới sinh ra đã mắc bệnh ung thư xương không lâu sau đó ba nó lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tôi thực sự không dám cho nó biết bởi hàng ngày nó đều phải chịu sự giày vò đau đớn của đợt điều trị hóa chất mỗi lần không chịu đựng được sự đau đớn đó miệng nó cứ gọi ba không ngừng bởi anh ấy luôn khuyến khích nó phải mạnh mẽ vượt qua tôi thực sự không nỡ chứng kiến cảnh nó như thế nên liền nghĩ ra một số điện thoại để nói dối nó nghe thế anh vội vàng hỏi người phụ nữ vậy con bé bây giờ ra sao rồi người phụ nữ kia trả lời nó đi rồi anh à chắc lúc anh đã hôn nó qua điện thoại thì nó ra đi với nụ cười mãn nguyện trước khi đi tay nó còn ôm chặt cái điện thoại vào lòng nghe xong anh sững người miệng không biết nói chi nữa cô bé giúp mọi người nhận ra tình thân vô cùng quan trọng giúp mọi người cảm nhận được tình yêu cảm nhận được sự ấm áp thế giới vô cùng rộng lớn nhưng không chứa đựng được một tiếng gọi gia đình vô cùng nhỏ bé nhưng đối với cô bé nó là cả một thế giới bởi vì một nụ hôn của ba nên cô bé đã ra đi cùng với một nụ cười trong thanh thản nhẹ nhàng. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình vatv đến đây xin được tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo